Tình cũ phẫn nộ, bóng gió muốn bảo vệ khi nam thư bị hack Facebook. Vừa qua, sau khi biết tin tài khoản cá nhân của tình cũ bị hack, Quách Ngọc Tuyên đã lập tức đăng bài, tỏ ý bực bội với những kẻ cố tình trục lợi xấu xa. Cụ thể, nam diễn viên trả lời bình luận của một người bạn trong bài đăng này, anh cũng lên tiếng bóng gió, muốn tự mình bảo vệ nam thư. Từng là cặp đôi ngọt ngào nhận được nhiều sự ủng hộ trong làng giải trí Việt, Nam Thư Quách Ngọc Tuyên đã có hơn 6 năm bên nhau. Trước khi quyết định trở lại làm bạn, vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, cả hai hiện vẫn đang ủng hộ và cổ vũ cho nhau. Nếu như trước đó Nam Thư vui vẻ xuất hiện trong sản phẩm của Quách Ngọc Tuyên và tuyên bố không lấy cách xê, thì vừa qua chàng trai này cũng đã bày tỏ thái độ bảo vệ Nam Thư khi Facebook của cô xảy ra chuyện. Xây dựng được một trang mạng xã hội với lượt theo dõi cao, sau khi Facebook bị hack, Nam Thư cũng chia sẻ đã nhận được mail đòi 20 triệu tiền chuộc từ bọn hacker. Quyết tâm không tiếp tay làm giàu cho bọn xấu, dù rất buồn, kiều nữ làng hài vẫn kiên quyết từ chối làm theo những lời hacker, chấp nhận mở một trang cá nhân mới. Chia sẻ thông tin hiện tại của Nam Thư về việc cô nàng bị hack Facebook, Quách Ngọc Tuyên cũng không quên bày tỏ cảm xúc, rất quá đáng, rất bực bội với những bạn như vậy. Đặc biệt hơn khi trả lời bình luận của một người bạn, chàng nghệ sĩ còn tỏ ý muốn tự mình bảo vệ cho Nam Thư. Cụ thể hơn, trước lời đề nghị cho khu mật tên một người bạn của Quách Ngọc Tuyên trong dự án gần đây xử lý bọn hacker, Quách Ngọc Tuyên đã đáp trả một cách chắc chắn, em tự xử cũng được mà. Không chỉ dừng lại ở đó, chàng nghệ sĩ cũng tỏ ra rất hiểu biết về diễn biến câu chuyện khi Nam Thư bị mất trang thông tin cá nhân trên mạng xã hội, khi một người bạn khác tư vấn, bảo mọi người nên hẹn tên hacker ra lấy tiền nhằm mục đích gài bẫy bắt chúng. Khi Quách Ngọc Tuyên cũng tự tin trả lời, nó hổng chịu ra. Như vậy có thể thấy không chỉ đơn thuần biết chuyện về Facebook của Nam Thư bị mất, Quách Ngọc Tuyên cũng đã dành rất nhiều sự quan tâm chân thành cho tình cũ của mình. Luôn dành nhiều hành động tốt đẹp cho nhau, cả Nam Thư và Quách Ngọc Tuyên đều từng thừa nhận rằng bản thân hết yêu đối phương nhưng vẫn còn rất thương. Cố gắng đòi lại công bằng cho tình cũ, hành động vừa rồi của Quách Ngọc Tuyên tiếp tục dấy lên hy vọng tái hợp của cả hai từ phía các fan hâm mộ.